và nhanh hơn nữa như này đó, thì từ từ nó sẽ ai đủ nó sẽ dâng ra luôn. Vô tình là 2 tuần rồi không có làm hướng dẫn cho anh em, tại vì tuần trước là cái điện thoại mình nó bị xe ba gác nó cán nhỏ vải lọ, làm clip không có tiền mà còn bị cán banh cái màn hình điện thoại, phải gửi lên trên hãng người ta thay cái màn hình rồi gửi về thì mình mới có điện thoại để mà làm hướng dẫn cho anh em được. Cũng có nhiều bạn là kêu mình là làm lại tiếp cái series chiếc cơ bản, cho nên là bữa nay mình sẽ làm một cái chiếc cơ bản cũng khá là đơn giản mà nó ứng dụng được nhiều, đó chính là Fingerpass. Và nếu các bạn cảm thấy clip này hay và bổ ích thì đừng tiếc một giây của cuộc đời để nhấn vào nút like và subscribe kênh channel này để ủng hộ mình, để kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Nếu các bạn cảm thấy yêu thương mình, đừng che giấu điều đó trong lòng mà hãy thể hiện bằng việc nhấn vào nút like, tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa rất là lớn đối với mình. Khi nào đủ 20.000 subscribe thì mình sẽ giveaway, mình sẽ tặng quà cho một bạn bất kỳ, có thể là mod hoặc là nguyên liệu do mình mua, và mình sẽ tặng để mà cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình. Cái pass nó sẽ trông như này. Đó. Đó. Vì cái Fingerpass này nó là một cái chiếc cơ bản, cho nên là nó không có cần thiết phải biết một cái chiếc nào đó trước khi tập cái này. Tức là các bạn có thể hoàn toàn là trắng tươi hết, không có cần thiết phải tập cái gì đó trước hết. Không có cái thằng nào gọi là ông nội của cơ bản hay là bố hay là cái gì, ông tổ ông sơ gì hết. Để mà làm được cái chiếc này, chúng ta sẽ chia cái thằng Fingerpass ra làm 2 phần. Phần đầu là từ trên xuống và phần thứ hai là từ dưới lên. Để làm được cái phần đầu thì chúng ta sẽ cầm bút ở ngón trỏ và ngón giữa, và lưu ý là phải cầm ở ngay giữa cái thân bút. Nhiều bạn là mình thấy cầm lệch sang đây hoặc là lệch sang đây. Khi mà các bạn cầm ở đây, tay của các bạn là tay của những người mới chơi, nó chưa được khỏe. Các bạn thấy là mình vừa buông cái ngón cái ra là cái bút nó ngửa lên liền. Đó, cho nên là khi mà các bạn muốn đưa cái bút xuống dưới đây, các bạn sẽ phải dùng cái lực lớn hơn là khi mà các bạn cầm ở ngay giữa. Và nó sẽ gây ra những cái khó khăn cho các bạn khi mà đưa cái bút xuống. Còn khi mà các bạn cầm ngay đây thì cái phần đầu này các bạn thấy nó dài ra. Cái tay của các bạn nó chưa có được cái phản xạ như tụi mình nghĩ là tụi mình sẽ Fingerpass thì tụi mình sẽ làm được liền. Còn các bạn nghĩ các bạn sẽ Fingerpass thì đầu tiên cái ngón này nó sẽ co lại từ từ. Còn cái bút này nó sẽ đưa xuống từ từ, chứ nó không có làm đều được, nó không có làm nhanh được. Đó, và cái chuyện mà không đều đó cộng thêm cái phần đầu này nó dài, nó sẽ dẫn tới cái chuyện là cái ngón này co lại vừa tới đây là cái bút nó đã xuống đây. Thì hai cái này nó sẽ bị vướng lại ngay chỗ này. Đó, nó dướng lại ngay cái đầu ngón tay, cho nên là nó sẽ gây cái khó khăn cho các bạn khi mà tập. Vậy nên là tốt nhất là nên cầm ngay giữa. Và sau đó là các bạn sẽ chậm chậm bình tĩnh và đưa cái bút từ đây xuống dưới đây. Đó, từ từ xuống. Các bạn đừng có nóng vội, các bạn đừng có ép bản thân là phải làm nhanh được liền. Các bạn cứ từ từ. Đó, tương tự với ngón út thì cái bút đang ở đây, ngón út sẽ co lại và nó đưa xuống đây. Đó, cứ chậm chậm, ban đầu thì cứ chậm thôi, chứ đừng có kiểu ép bản thân là anh ơi sao em không có nhanh được như cái thằng nó quay 2 năm đó, làm sao mà nhanh được. Thì các bạn phải từ từ đó, thì cái tốc độ nó mới tăng dần lên. Đó, cứ chậm chậm, ban đầu thì cứ chậm chậm xuống thôi. Theo là phần 2 là cái phần đi lên, chúng ta sẽ bắt đầu ở cái vị trí cuối cùng của phần 1, đó là áp út và út. Và chúng ta sẽ làm một cái trò lắc lư cái bút như này. Thì thường là mình bài trạc cho tụi bạn mình là tụi nó không có làm được trạc liền, mà tụi nó sẽ làm cái trò này đầu tiên, cho nên là mình nghĩ là cái này là auto ai cũng làm được, không có cần phải tập cái gì hết. Các bạn cứ lắc lư cái bút như này. Đó, chúng ta sẽ lắc lư ở đây, lắc lên đây cho cái bút lên đây, nó vượt qua cái ngón giữa đây, là ở đây là ngón giữa, và chúng ta sẽ co cái ngón giữa lại, hốt nó lên và thả cái ngón út ra để nhường cái vị trí lại cho ngón áp út. Đó, như này nó sẽ lên được tới đây. Đó, và tương tự như vậy các bạn sẽ đưa nó lên đây cho nó vượt qua cái ngón trỏ và co ngón trỏ lại, thả ngón áp út ra để nhường vị trí lại cho ngón giữa. Và chúng ta đã làm được cái phần 2. Các bạn cứ bình tĩnh, các bạn làm y như phần 1, đừng có nôn nóng. Đó, như này. Cả 2 phần lại, chúng ta sẽ đi từ đây. Các bạn cứ đi một cách bình tĩnh. Đó, bình tĩnh như này. Đó. Đó, từ từ. Đó. Đó. Rồi các bạn sẽ tăng cái tốc độ dần lên. Đó. Đó. Và nhanh hơn nữa. Như này, đó. Thì từ từ nó sẽ ai đù nó sẽ văng ra luôn. Đó, nó sẽ được như này. Công dụng của Fingerpass thì mình đã nói trong cái clip trước của mình, đó là làm cách nào để mà tạo được một cái link key. Thì bạn nào có nhu cầu cứ mở lại clip cũ của mình mà xem. Và clip này xin phép được kết thúc tại đây. Nếu mà cảm thấy hay thì có thể like, share và subscribe để ủng hộ channel của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.